ai cũng thích hoa hồng, nhưng để trồng được những cây hoa hồng khỏe mạnh, sai hoa thì không phải dễ dàng. Một trong những vấn đề khó khăn là dịch hại do côn trùng gây ra, đặc biệt nhện đỏ và bọ trĩ là nỗi ám ảnh hàng đầu của người trồng hồng. Và niêm chi tô là một giải pháp sinh học an toàn, hiệu quả trong việc phòng trừ nhện đỏ và bọ trĩ mà hôm nay Điền Trang muốn chia sẻ với các bạn. Có thể nói, nguyên nhân chính khiến cho cây hồng bị xoăn lá, xoăn ngọn, thụt đọt hay khô đọt non, khô hoa đó là do bọ trĩ, nhện đỏ và rầy riệp hút chích hoặc gián tiếp truyền bệnh cho cây. Cây hoa hồng bị nhện đỏ tấn công thì quan sát mặt trên và dưới lá sẽ thấy vết chấm nhỏ li ti màu trắng bạc hơi vàng. Vòng đời nhện đỏ chỉ khoảng 15 đến 20 ngày và mỗi con cái sẽ đẻ vài trăm trứng. Thông thường, mặt lá dưới sẽ tập trung nhiều nhện đỏ và trứng hơn. Các bạn phải quan sát thật kỹ nhé, vì kích thước của chúng rất nhỏ, khó nhìn thấy. Hoặc bạn có thể lấy một tờ giấy trắng, chà nhẹ lên bề mặt lá. Nếu có nhện đỏ trên lá, chúng sẽ tạo thành những vệt màu cam trên giấy, dễ dàng nhận ra ngay. Nhện đỏ chủ yếu chích thúc diệp lục của cây, lá bị nặng có màu trắng bạc, cằn cỗi, khô cứng, dễ bị rụng. Cây còi cọc không ra hoa và chồi mới. Khi mặt sốt cao, cả cành non cũng bị nhện đỏ tấn công, trở nên khô và chết. Nếu như nhện đỏ chủ yếu tấn công trên lá già, lá bánh tẻ, thì bọ trĩ lại là kẻ thù của toàn bộ lá, chồi non, nụ hoa và cả khi hoa đã nở. Bọ trĩ kích thước rất bé, khoảng 0,5-1mm, chuyển từ màu trắng ngà sang xanh và đen khi trưởng thành. Chúng rất nhanh nhẹn, bay từ lá này sang lá khác, hoa này sang hoa khác. Khi thấy động là chúng sẽ trốn ngay vào các đọt non hoặc nụ hoa. Khi bọ trĩ tấn công cây hoa hồng, chúng thường ẩn nấp ở mặt dưới của lá, trong chồi non và nụ hoa để chích hút dinh dưỡng của cây. Nếu nhẹ, bọ trĩ sẽ làm cho đọt non kém phát triển, lá non bị xoắn lại, mặt trên và dưới lá sẽ xuất hiện những vết màu nâu sậm, loang lỗ như bị nám, lá bị tổn thương, biến dạng, nụ hoa nhỏ, cằn cỗi và chậm phát triển. Nặng hơn thì chồi non mới nhú sẽ bị khô, cục đọt, nụ hoa cũng sẽ bị khô, không bung hoa ra được, hoặc nếu có nở thì hoa cũng bé, biến dạng và cánh hoa cháy vàng, nhanh tàn. Người trồng hồng chắc chắn rằng ai cũng muốn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp và tận hưởng hương thơm quyến rũ của chúng. Vậy nên việc dùng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất hóa học độc hại, tác dụng nhanh và tức thời nhưng để lại mùi hôi khó chịu, rất có hại cho sức khỏe của chúng ta khi hít phải hoặc tiếp xúc. Hiểu được vấn đề khó khăn đó, nay Điền Trang muốn chia sẻ đến các bạn hoạt chất sinh học niêm chi tô phòng trừ hiệu quả bọ trĩ và nhện đỏ tấn công chích hút trên cây hoa hồng một cách an toàn và thân thiện nhất. Thành phần của niêm chi tô là sự kết hợp 3 trong 1 của các nguyên liệu. Thứ nhất, chitosan chiết xuất từ vỏ tôm, cua. Thứ hai, tinh dầu niêm chứa hoạt chất acetylcholin từ cây niêm Ấn Độ. Và thứ ba là chất bám dính sinh học hữu cơ. Niêm chito sẽ giúp phòng trừ hiệu quả được côn trùng gây hại như nhện đỏ, bọ trĩ, rầy riệp và sâu ăn lá, đồng thời tăng sức đề kháng của cây hồng chống lại các tác nhân gây bệnh từ vi khuẩn, nấm hại, kích thích cây tăng trưởng, đâm chồi, nở hoa, hoa to và bền màu. Bây giờ mình sẽ pha niêm chi tô để phun cho những cây hoa hồng này. Mình lấy 20ml dung dịch niêm chi tô hòa chung với 2 lít nước, lắc đều và phun lên cây. Lưu ý các bạn cần phun vào sáng sớm hoặc chiều mát và phun đều lên cả hai bề mặt lá của cây. Do đây là hoạt chất sinh học không giống như thuốc hóa học nên nhện đỏ và bọ trĩ càng phải tiếp xúc trực tiếp thì mới có tác dụng. Sau đó, mình sẽ dùng dây xanh để đánh dấu các lá được phun niêm chi tô và theo dõi hiệu quả của sản phẩm nhé. Hôm nay mình sẽ kiểm tra những cây hoa hồng xem chúng thế nào rồi. Đây là những lá cành mà hôm qua mình đánh dấu bằng cái dây màu xanh này các bạn. Thì quan sát, mình thấy là mặt số của nhện đỏ đã giảm được khoảng hơn 80% rồi. Vì những cái cây này khi mà nó mới vừa xuất hiện là mình đã phát hiện và mình phun liền nên hiệu quả của nó khá là cao. Nếu như mà các bạn phát hiện trễ khi mà bọ trĩ và nhện đỏ
đã sinh sản gia tăng mật số rất là nhiều rồi thì các bạn phải phun mỗi ngày một lần, từ 3 đến 5 ngày liên tục vào sáng sớm hoặc chiều mát để việc phòng trừ được hiệu quả. Các bạn cứ yên tâm, đây là sản phẩm hoàn toàn tiết xuất từ các hoạt chất sinh học tự nhiên nên không gây hại cho người sử dụng và hoàn toàn thân thiện với môi trường, đặc biệt là không gây kháng thuốc trên bọ chỉ và nhện đỏ. Để phòng trừ, kiểm soát tốt bọ chỉ và nhện đỏ trên cây hoa hồng, các bạn cần phải phun niêm chito định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Và khi thấy cây vừa nhú đọt non, nụ mới, các bạn cũng cần phải phun ngay để phòng ngừa, vì côn trùng chích hút cực kỳ thích đọt non của cây. Ngoài ra, phải thường xuyên cắt tỉa các cành lá vô hiệu và hoa tàn để hạn chế nơi trú ẩn của bọ chỉ. Nếu phun niêm chito định kỳ, các bạn không còn phải lo bọ chỉ, nhện đỏ tấn công các cây hoa hồng yêu quý của mình nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn sẽ có một vườn hồng tươi tốt, nhiều nụ và nhiều hoa đẹp nhé.